Chào tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia kênh Sửa Xe Đạp với Sài Gòn Workshop trên YouTube. Hôm nay Vân muốn mách nhỏ với tất cả các anh chị và các bạn những thông tin ngắn gọn nhưng bổ ích. Khi chúng ta muốn nâng cấp một chiếc xe đạp là chúng ta biết thay đổi, nhìn vào xe của chúng ta có thể biết là thay đổi những bộ phận nào và bộ phận nào giữ lại. Thì vài ngày trước Vân có nhận vài cuộc gọi của các bạn trẻ đó. Thì có một số anh em muốn nâng cấp xe đạp là 8 tốc lên 9 tốc, và có một bạn thì muốn nâng cấp từ 9 tốc lên 10 tốc. Thì thật sự ra có anh em ta mua xe về, người ta tập chủ yếu là tập thể thao chứ không phải là chơi xe. Nhưng mà thấy ngày nay xe đạp nó rầm rộ nhiều quá, phát triển mạnh, thì anh em người ta muốn nâng cấp cho xe mình lên chút xíu. Thì lý do đó người ta muốn nâng, mà nâng clip sau không đổi tải đệm, và có số bạn thì muốn nâng mà không biết đổi những bộ phận nào hay là thay hết, có tốn tiền nhiều lắm hay không. Thì thật sự ra người ta chơi thể thao, người ta chỉ là tập sức khỏe thôi, không có nghiêng gì chơi xe, thành ra người ta muốn tiết kiệm đó các bạn. Thì Dân làm cái video clip này, Dân cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mới chơi xe đạp và những người chơi xe đạp đã lâu mà chơi chủ yếu là thể thao và không có để ý về mấy cái bộ phận này, thì có thể người ta không biết. Trên bảng đây thì Dân làm cái bảng minh họa đơn giản thôi để chúng ta có thể nhìn thấy và nhận biết nó rõ hơn. Còn nếu mà Dân nói thì các bạn nghe, các bạn có thể là quên. Thì bây giờ trước hết Dân chỉ những cái Dân chia sẻ những cái khác biệt giữa cái sang clip nha, xin lỗi, cái sang dĩa. Bây giờ sang dĩa phía trước á của 8 tốc đó các bạn, phía bên trong nè, cái độ rộng bên trong nè, chiều rộng, chiều dài bên trong, cái chiều rộng bên trong nè rộng hơn, còn 9 tốc nhỏ hơn, 10 tốc nhỏ hơn, càng nhiều số càng nhỏ hơn, càng nhiều số về số phía sau đó. Ví dụ mình nói giờ, thí dụ MTB đi, 3 ở trước, 3 ở sau, 8, 3 x 8 rồi 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 là mình đếm cái số này, số sau đó, ở sau 8 tốc rộng nè, 9 tốc hẹp hơn nè, 10 tốc hẹp chút xíu, 11 tốc hẹp hơn nữa, 12 nữa hẹp hơn nữa. Thì xin lỗi nha, không nói 12 nhưng mình nói 11 đi, dễ nhầm lẫn. Thì đây là cái 9 nè các bạn nha. Rồi giờ các bạn xem cái 8 này, có thể là các bạn nhìn thấy, để tôi đưa cái máy lại gần các bạn có thể thấy không. Nha, đây là cái 10, và đây cái 11 của STR, đây 10 của M6000, thì nó cũng vẫn còn rộng hơn 11 nè các bạn. Thì trong dò dĩa cũng vậy, dò dĩa giữa khoảng chiều rộng giữa những bánh răng, những vòng răng đó các bạn, clip ở sau clip càng nhỏ ít thì dò dĩa phía trước càng rộng, khoảng cách nó càng rộng, ở sau càng nhiều, ở trước nó càng hẹp. Tương tự đây cũng vậy. Thì bây giờ đây là cái cối clip, cối clip là cối clip từ 8 tới 10 là chung, và chúng ta có thể xài 7 và 7 clip thả vẫn được, chúng ta canh ở trong một miếng vẫn được. Thì ở đây là tôi chỉ nói 8 thôi, bây giờ tôi xin nói cái clip 7. Thì khi chúng ta muốn cái clip 7 đó các bạn, có một cái đặc biệt là clip 7 nè, cái khoảng cách đây, khoảng cách giữa mỗi clip là các bạn ha. Clip 8 thì nó có ta, clip 8 thì nó có 8 tốc, 8 clip không, từ clip 1 cho tới clip 8 thì khoảng cách giữa mỗi clip đó nó bằng nhau. Thì clip khoảng cách của clip 7 và clip 8 bằng nhau, bằng nhau. Nhưng mà khi chúng ta nâng cấp á, từ clip 7 á, mà chúng ta tay số 7 mà chúng ta nâng đưa clip 8 lên á, clip 7 mà chúng ta đưa clip 8 lên, chúng ta xài vẫn được, đi số vẫn đúng hết, nhưng chỉ clip 8 là đi không tới, tại tay kia tay có 7 thôi.
Còn về tay số cũng vậy. Bây giờ mình dùng cái tay bên phải đi cho nó dễ ha. Thì các bạn một nè, hiện tại nó con số sẵn rồi, số nè là một rồi, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín, chín tóc. Thì anh chín tóc này nè các bạn, anh chín tóc này nè, cái độ kéo cáp của nó đó ngắn hơn anh tám, anh tám kéo dài hơn, tại độ này, cái chiều dài này bằng nhau nè. Thật sự nha, giữa khoảng cách ba miếng này các bạn nó có chênh lệch nha, 8, 9, 10 nó chênh lệch gần bằng nhau chứ không có nhiều lắm, tại tôi nói bằng nhau là cho dễ hiểu á, cấu liếc thì bằng nhau, còn giữa hai mấy này để nhau nó có chênh lệch. Thì trên bảng tôi vẽ cái hình ba clip và những cái thông số các bạn, nó đơn giản để chúng ta dễ hiểu hơn, đặc biệt là những anh mới chơi xe đạp đó nha. Bây giờ các bạn có thể nhìn cái clip 8 đây, clip 8, clip 9, clip 10. Thì clip 8, clip 9, clip 10 các bạn có clip 8, clip 9, clip 10 bằng nhau, một cái clip chúng ta dùng được, dùng của clip 8 thả vào, clip 9 thả vào, clip 10 thả vào bằng nhau. Thì tôi đánh ký hiệu nè, A1, A2 là độ dài của cấu clip nha. Đó, A1, A2, A bằng A1, A bằng A2. Thì chiều dài của cấu clip bằng nhau đó. Thì giờ chúng ta nhìn sơ qua thấy clip 8 nè, clip 8 nè, clip 9 nè, clip 10 nè, cùng một độ dài bằng nhau mà nó chia khoảng cách ra, chia khoảng cách ra. Thì cái khoảng cách giữa mỗi clip các bạn, cái độ rộng nè, giữa khoảng cách giữa mỗi clip đó, mỗi một clip nha của anh 8 sẽ rộng hơn và 9 sẽ hẹp hơn và 10 sẽ hẹp hơn nhiều. Thì các bạn thấy tôi viết đơn giản đây nè, khoảng cách là chiều rộng nè, chiều rộng trong nè của mỗi clip trên clip 8, clip 9, clip 10 không bằng nhau. Thì bây giờ clip 8 đây các bạn, clip 8 là khoảng cách của mỗi clip nào bằng nhau nha. Thì từ đó về chứ từ số 1 nè, clip số 1 cho tới clip 8 nha, bằng nhau. Thì giờ chúng ta lấy khoảng cách của ông B nè, khoảng cách này nè, phải bằng của anh này nè, chia cho 8 các bạn, đúng không? Thì mình thấy cái số này là nhỏ, số này chia ra lớn hơn, số này nhỏ hơn, số này càng nhỏ hơn. Thì có phải là anh B khoảng cách của bên mỗi clip bên đây lớn hơn bên này và anh này lớn hơn bên này, đúng không? Thì cái này là tôi minh họa cho các bạn, những người đặc biệt là những người mới chơi xe đạp, các bạn cứ nhìn nhận biết cho nhanh thôi nha. Thì tương tự các bạn, khoảng cách chiều rộng của mỗi clip, xin lỗi, tương tự khoảng cách chiều rộng của mỗi cấp số trên dầu dĩa là dầu dĩa nó có 2, dầu dĩa 3. Đây là chúng ta nói chung về xe Road, xe MTB và xe điện. Thì đây, dòng răng cũng không bằng nhau, đúng không? Thì bây giờ chúng ta suy luận lên, khoảng cách này không bằng nhau, khoảng cách của mỗi clip không bằng nhau, khoảng độ dài của có clip bằng nhau, đúng không? Mà đây 8, đây 9, đây 10 thì chia ra càng mỏng càng nhỏ, thì càng mỏng hơn. Thì bây giờ chúng ta suy lên cái suy ra cái tay đề, tay đề ta chuyển số 8 số thì nó kéo đây các bạn, khoảng cách đây nè nó đẩy đi cũng lớn hơn, và khoảng cách của tay chính hẹp hơn, bị thu ngắn lại, đúng không? Rồi giờ tay số chuyển số của clip 10, mình nói bên tay phải đi, tay chuyển số của tay chuyển số đề sau đó thì hẹp hơn, ngắn hơn cái này nữa. Thì rõ ràng chúng ta không thể nào, khi chúng ta nâng cấp đó, chúng ta không thể nào mà dùng một cái tay số đó mà chúng ta nâng cấp, mà chúng ta dùng tay clip 8 8 ta muốn nâng lên 9, bây giờ ta dùng cái tay 8 ta đi không được. Các bạn mới đi 1, 2, 3 số đầu được nè, các số sau bị là thấp. Tất nhiên từ đây nè, họ đi lên tới đây vẫn đủ các bạn,
Đây mình nói clip bằng nhau nha, không nói clip lớn clip nhỏ nha các bạn, bằng nhau thì không được.